Hello, xin chào anh em. Tôi vẫn là diễn Trọng Kính ạ. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục quay video và hướng dẫn cho anh em các cách thức cộng trừ của cái bộ cửa đi nhôm sinh pha nhập khẩu Tem Đỏ Quảng Đông. Đây là bộ cửa đi mở quay hai cánh. Đấy thì đây là bộ cửa bên mình đã gia công và lắp đặt phụ kiện, là coi như là gần xong rồi. Đấy thì hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho anh em cái cách thức trừ cái bộ cửa đi hai cánh. Đấy thì đơn giản cũng như mọi khi thôi. Thì anh em có hai cách thức, vẫn là trừ hai cách thức trừ. Một là anh em đo nọt sáng của cái mép gờ khung bao, anh em trừ. Hai là anh em đo phổ bì khung bao, anh em trừ cũng được. Đấy thì khác với cái bộ cửa đi một cánh thì bộ cửa đi hai cánh này nó có ba khe hở, tức là khe hở của hai bên bản lề và thêm một cái khe hở ở giữa. Đấy thì như video trước mình đã cũng có thể mình cũng đã chia sẻ cho anh em là cái trừ bộ cửa một cánh nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp để cho anh em xem cái bộ cửa đi hai cánh mở quay nó sẽ trừ như thế nào. Đấy thì khe hở của nó thì vẫn là thế. Còn anh em trừ phủ bì khung bao thì anh em đo phủ bì khung bao anh em trừ cho tôi đi 8 phân 6. Mình chia đôi mình sẽ cắt được hai cây ngang trên của cửa đi. Đấy thì hai cái cây ngang trên cửa đi đấy thì cắt bằng nhau. Đấy là mình đo phủ bì khung bao mình trừ đi 8 phân 6. Mình cắt hai cây ngang cánh. Còn anh em đo nọt sáng thì anh em trừ đi hai bên đi 9 ly cộng với lại một khe giữa 5 ly, đó là một phần tư hoặc một phần rưỡi cũng được. Đây là bộ cửa đi mở ngoài, mặt cắt của nó thì cũng là bộ cửa đi mặt mở ngoài. Đấy, thì bên trong lòng của cái lỗ đấy thì nó có hai con vít để liên kết giữa cây đứng và cây ngang anh em nhé. Đấy thì anh em lưu ý là cái con ốc ở dưới chân này mình dùng vít phải vít inox. Đấy. Thì cái cây ngang hai cái cây ngang chân của cái cửa đi là cái cây bản to đấy, là hai cây cắt thẳng ấy. Sau khi mình cắt thẳng mình đưa vào máy mình phay đấy thì anh em đo phủ bì khung bao. Anh em trừ đi cho tôi 33 phân 8 ly. Anh em chia đôi là cắt được hai cây ngang chân của cái cửa đi hai cánh. Tổng chiều ngang anh em trừ đi phủ bì khung bao anh em nhé. Phủ bì khung bao trừ đi 33 phân 8. Cắt được hai cây ngang chân. Phủ bì khung bao cắt trừ đi 8 phân 6. Anh em cắt được hai cây ngang trên của cửa đi. Đấy thì với những cái bộ cửa đi như này thì cái độ trừ nó phải rất là chính xác. Anh em mới có thể là khi mà nắp lên thì mình chỉnh được bản lề ra vào. Đây là cái bản vẽ bên mình vẽ ra để cho anh em thợ chỉ có nhìn vào cắt thôi, không cần phải tính toán gì nhiều. Anh em cứ nhận biết cái mặt cắt được là anh em cắt được hết. Bên mình làm thì thợ thì phần đa là anh em chỉ cần biết mặt mã cây thôi. Mặt cắt của cây là anh em chỉ nhìn bản vẽ anh em tự cắt được. Đấy, kích thước cây ngang, cây dọc bao nhiêu là mình vẽ hết ra đấy rồi, nên cái độ sai số của mình thì không có, mình ra được luôn kích thước kính luôn. Đấy. Nên anh em làm cũng rất là nhàn và nhanh và chuyên nghiệp. Khi mình đo kích thước về mình vẽ lên bản vẽ và anh em chỉ cần nhìn vào cái bản vẽ của mình và cắt thôi. Kích thước kính là mình cũng tính tự tính luôn. Anh em yêu quý kênh của Diễn đăng ký kênh của mình nhé. Mình hay chia sẻ những cái video rất là bổ ích cho anh em. Anh em nào mà thắc mắc những cái điều gì về sản phẩm, các cái cách thức cộng trừ của các cái dòng cửa thì anh em cứ bình luận ở bên dưới thì mình sẽ quay video để hướng dẫn cho anh em theo nhu cầu của anh em. Anh em nhớ nhấn chuông thông báo để khi mà mình up những cái video để nhận được cái video mới nhất của Diễn nhé. Đấy thì anh em nào có thắc mắc gì thì cứ bình luận ở bên dưới để Diễn có thời gian Diễn sẽ
đọc bình luận và chia sẻ cho anh em. Cách thức bắt phụ kiện hay như thế nào đấy thì anh em thắc mắc cái gì thì cứ bình luận ở bên dưới để lúc nào mình có thời gian mình sẽ đọc bình luận của anh em. Đây là những cái bộ phụ kiện bên mình đang lắp đặt. Đấy. Bên mình chuyên thi công các cái dòng cửa nhôm cao cấp, cửa kính cường lực. Anh em nào mà có muốn mong muốn mình chia sẻ những cái liên quan đến các cái cách trừ kính cường lực thì anh em cũng có thể là xem video của mình. Rồi, cảm ơn anh em, chúc anh em thật nhiều sức khỏe.